Chào mừng các cậu đã quay trở lại với World Tour Cartoon cùng với series Uncle Grandpa. Xuất hiện trong series như là một trong những nhân vật chính và là người bạn thân cậy nhất của Uncle Grandpa, Mr. Gus có thể được coi là một người rất quan trọng, góp phần tạo nên sự độc đáo trong phong cách hoạt hình của series này. Với một phong thái điềm tĩnh, từ tốn, anh như một nhân tố cân bằng lại sự tăng động và lố lăng của chính nhân vật tiêu đề và một số người khác nữa. Với một vai trò đặc biệt như vậy, Mr. Gus xứng đáng là một người bạn thân cậy và là một phụ tá đắc lực trong những cuộc phiêu lưu của Uncle Grandpa. Vậy thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cùng các cậu tìm hiểu một số những thông tin cơ bản về Mr. Gus. Mr. Gus, hay tên đầy đủ là, các cậu đã sẵn sàng chưa? Đó là Mr. Michael Marshall Breakfast Gus Fox. Thực ra lúc ban đầu, tên của anh bạn khủng long xanh này chỉ là Breakfast thôi, do được Uncle Grandpa đặt cho. Nhưng mà các cậu biết đấy, ai lại tên là bữa sáng bao giờ? Vậy nên, anh ta đã lấy tên của một con khủng long khác, và từ đó, cái tên Mr. Gus ra đời. Mr. Gus là một trong những nhân vật chính của series Uncle Grandpa, là bạn đồng hành và cũng là thành viên đóng vai trò như một anh chàng cơ bắp trong đội của Uncle Grandpa. Bản thân Mr. Gus là một sinh vật cao lớn lai giữa người và khủng long, với một lớp dày và cứng màu xanh lá cây. Trên đầu, lưng và đuôi của anh xuất hiện những cái vây đặc trưng của sinh vật bò sát thời tiền sử. Mr. Gus có một cái miệng khá to màu hồng với hai cái răng cửa lúc nào cũng thò ra ngoài. Anh cũng thường xuyên xuất hiện trong series với một cái áo ba lỗ đã chuyển màu cháo lỏng và không hề mặc quần. Với cơ thể của một con khủng long thời tiền sử, cộng thêm việc anh ta rất chăm chỉ luyện tập hàng ngày, Mr. Gus sở hữu một sức mạnh vật lý tương đối phi thường. Anh ta hoàn toàn có khả năng phá hủy cả một thành phố chỉ trong nháy mắt. Như được thấy trong tập phim gắn với tên Mr. Gus Workout, anh ta đã ra tay phá hủy cả một thành phố chỉ để tập thể dục. Một sức mạnh khác của Mr. Gus cũng được thấy trong tập phim này, đó chính là khả năng phun lửa ra từ mồm. Song với tính cách của mình, thì Gus hiếm khi sử dụng năng lực này. Gus còn có một khả năng khá đặc trưng của giống loài bò sát, đó chính là anh ta hoàn toàn có thể mọc lại những bộ phận trên cơ thể mình nếu như đã bị cắt bỏ. Điển hình như trong tập 24 mùa 1, Viewer Special, Gus đã tự mọc lại cái đuôi ngoại cỡ của mình. Với ngoại hình và sức mạnh mà tớ vừa liệt kê của Mr. Gus, có thể nói, anh chàng này là một phiên bản Godzilla xanh lá với kích cỡ của một con người đấy. Tiếp theo, hãy nói một chút về tính cách của anh chàng khủng long xanh này. Trái ngược với sự tăng động, nghịch ngợm và thi thoảng có phần quá lố của hầu hết những nhân vật trong team, đặc biệt là Uncle Grandpa, thì Mr. Gus lại là một con người vô cùng điềm tĩnh, trầm tính đến mức lãnh đạm và hầu như chả tỏ ra hứng thú với bất kỳ điều gì. Điều này được thể hiện vô cùng rõ ràng qua những biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt của Mr. Gus. Hãy nhìn vào cái biểu cảm này đi. Đây chính là khuôn mặt mà anh ấy dùng trong hầu hết mọi hoàn cảnh, dù vui dù buồn, dù đang lo lắng hay là sợ hãi. Hầu như tất cả mọi trường hợp, Mr. Gus đều giữ cho mình một vẻ lạnh lùng, khuôn ngầu với một biểu cảm không cảm xúc như thế này đây. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp hy hữu mà Mr. Gus vô tình để dò dỉ những cảm xúc của mình mà không kiềm chế được. Có thể kể đến như những lần anh ta hét to quá mức đến độ đôi mắt lờ đờ thường thấy hàng ngày phải phình to ra. Tôi có thể lý giải cho việc Gus sở hữu một tính cách siêu trầm cũng như vô cùng ung dung thư thái. Có thể là do anh ta đã từng nhìn thấy mọi thứ trên đời rồi, vậy nên chẳng có gì có thể khiến Gus ngạc nhiên cũng như bộc lộ cảm xúc được nữa. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì Mr. Gus đã rất rất già, thậm chí là còn già hơn cả Uncle Grandpa gấp nhiều lần. Trong tập 14 mùa 1, Josh, chúng ta đã được chứng kiến một cảnh flashback về năm 1.993.000.000 năm trước công nguyên. Và có lẽ Gus đã tồn tại từ những khoảng thời gian xưa như trái đất thế này rồi. Bây giờ thì cái tính cách kia của Gus cũng không có gì quá khó hiểu đúng không nào? Có lẽ do anh ta đã trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời đến mức chai sạn với hầu hết mọi thứ. Đúng là tuổi tác cho ta sự điềm tĩnh. Câu nói này áp dụng hoàn hảo cho ngày Gus của chúng ta. Thế nhưng khác với vẻ ngoài có phần thô kệch và cục xúc của mình, Mr. Gus lại tỏ ra là thành viên có trí thông minh cao nhất nhóm. Có lẽ cũng không quá bất ngờ khi mà với hàng tỷ năm tồn tại trên thế giới này, lượng kinh nghiệm và kiến thức mà ngài Gus đã tích góp được đủ để khiến những nhà khoa học lỗi lạc nhất phải cảm thấy xấu hổ. Hoặc ít nhất là trong thế giới của Uncle Grandpa, khi mà hầu hết mọi người trong thế giới này đều tỏ ra là khá ngốc nghếch. Nhưng trong tập 4 mùa 1 Funny Face, khi mà tất cả mọi người đều cố để tạo ra một khuôn mặt hài hước, thì Mr. Gus lại khuyên mọi người rằng nên dừng ngay cái trò này lại, bởi vì nó sẽ rất đau đớn. Thế nhưng không có ai chịu nghe cả. Có lẽ do việc những người xung quanh anh hầu như là quá đần để nói chuyện, nên Gus chẳng mấy khi thể hiện trí tuệ của mình, mà hầu như toàn phớt lờ mọi thứ, đặc biệt là mấy trò nghịch ngu của Peter Steve và Uncle Grandpa. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của Mr. Gus, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một anh chàng khá đáng sợ, vì dù sao anh ta cũng là một con khủng long. Tuy nhiên thì bên trong lớp vỏ xù xì kia lại là một con người vô cùng tốt bụng và ấm áp. Dù không thường xuyên nói ra, nhưng Mr. Gus luôn âm thầm yêu quý và quan tâm đến tất cả mọi người trong nhóm. Điều này được thể hiện rõ nhất qua chính những hành động của anh với mọi người hàng ngày. Anh không hề ngại giúp đỡ và luôn sẵn sàng đứng ra để bảo vệ cho những người bạn của mình trong bất kỳ trường hợp nào.
Tiện nói về những người bạn của Gus thì với tính cách của mình, anh có vẻ không được quá thân thiết với hầu hết những thành viên trong nhóm. Nhưng không phải vì thế mà Gus ghét họ hay là anh bị ghét đâu nhé. Chỉ là sự ung dung và thư thái của anh có lẽ là không quá phù hợp với một team toàn những thành phần trẻ trâu năng động mà thôi. Ví dụ như đối với Uncle Grandpa, có thể thấy hai người hầu như chẳng có điểm gì chung cả. Một người thì dù được gọi là bác và ông nhưng lại mang tính cách của một đứa trẻ, trí tuệ không mấy minh mẫn, cùng với một tư duy logic và giải quyết vấn đề có thể nói là bằng âm vô cùng. Một người còn lại thì đã sống quá lâu để biết mọi thứ nên hoạt động như thế nào, trầm ngâm và ít nói. Đúng là mặc dù hai người họ không phải lúc nào cũng hòa hợp với nhau, song đối với Uncle Grandpa, Gus là một người bạn tuyệt vời, một người vệ sĩ trung thành và đáng tin cậy. Một người sẽ luôn có mặt ở đó để giúp đỡ người bác và người ông của mình khi mà Uncle Grandpa cần nhất. Đôi khi sự quan tâm của Mr. Gus là hơi có phần thái quá, khiến cho Uncle Grandpa cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà dù sao thì đó cũng đều xuất phát từ lòng tốt phải không nào? Đối với Peter Steve cũng vậy, hai người này còn trái giống nhau hơn khi mà Peter Steve là một anh chàng trẻ trâu, chuyên gia thích thể hiện và khoe mẽ. Hơn nữa, dù show không hề đề cập đến, nhưng tớ khá chắc một trong những lý do cho việc hai người này không mấy ưa nhau đó chính là sự cách biệt tuổi tác. Ý tớ là một miếng pizza có thể tươi được như vậy trong bao lâu cơ chứ? 4 ngày à? Đùa chút thôi, có lẽ lý do thực sự khiến hai người không ưa gì nhau chính là những lời khoe mẽ và chém gió vô căn cứ của Peter Steve. Dù lừa được Uncle Grandpa nhưng lại chẳng bao giờ khiến cho Mr. Gus tin được cả. Và chính sự nghiêm túc quá đà của Gus cũng là thứ khiến cho Peter Steve bực mình. Song, mặc cho Peter Steve hiếm khi dành sự tôn trọng cho Mr. Gus, Gus lại vẫn luôn quan tâm đến anh ta và coi miếng pizza này như một người bạn của mình. Ý tớ là già rồi, ai lại đi chấp nhặt với bọn trẻ trâu phải không nào? Trước khi kết thúc video, các cậu hãy cùng tớ điểm qua một số những sự thật thú vị về Mr. Gus mà có lẽ các cậu đã bỏ qua khi xem Uncle Grandpa nhé. Đầu tiên, tuy đây chỉ là một chi tiết để gây hài, nhưng rất có thể Mr. Gus là một anh chàng người thường mặc bộ đồ khủng long. Trong tập phim Tiger Trails, khi cả nhóm đi đến một tiệm làm tóc, Mr. Gus đã để lộ một cánh tay người dưới lớp da khủng long và đã lập tức rụt lại. Trong tập 20 mùa 1 Big in Japan, show đã tiết lộ cho chúng ta rằng Mr. Gus là một diễn viên vô cùng tài năng. Điều này thậm chí còn bổ trợ cho sự thật mà tớ vừa nói ở trên, rằng Gus thật ra chỉ là một người bình thường trong bộ đồ của một con khủng long và tất cả những gì anh ta làm chỉ là diễn mà thôi. Trong một đoạn phim ngắn đã được ra mắt tên là Slice of Life with Peter Steve, chúng ta đã được biết rằng Mr. Gus là một fan lớn của nhạc cổ điển và anh ta nghĩ rằng nhạc rock là quá rác rưởi. Có vẻ hơi động chạm, nhưng mà các cậu hãy thông cảm cho Gus, dù sao anh ta cũng đã hơn 1 tỷ tuổi rồi. Một sở thích khá là thú vị khác của Gus đó chính là việc anh ta là một fan chân chính của, các cậu sẵn sàng chưa? Steven Universe. Mr. Gus thậm chí cuồng series này đến mức anh còn tự tạo ra đá quý Gemstone, một đá quý được dựa trên chính bản thân mình với cái tên Mr. Gusai. Và trên đây là những thông tin cũng như một số những sự thật thú vị về anh chàng khủng long Mr. Gus trong series Uncle Grandpa. Các cậu nghĩ sao về video này? Hay là còn bất kỳ chi tiết nào thú vị về Mr. Gus mà chúng tớ đã bỏ qua hay không? Hãy comment xuống phía dưới để mọi người cùng biết nhé! Đừng quên like, share video và subscribe to Way2Work Cartoon để đón xem thêm nhiều video thú vị trong tương lai. Còn bây giờ thì Way2Work out!